quy lực tự nhiên đã tạo gây trên dưới phải trái dọc hay ngang. Xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng. Khi yêu thì hy sinh cả tánh mạng, chỉ dài 3 năm đã phàn nàn. Lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhắn. Người khổ than, người sướng cũng than, không con hay có rồi cũng than, không con ước được nựng cục vàng, mà có con khổ mệt nợ nần mang, đường nào cũng chết với mình. Cuộc đời vui khổ sinh chớ than. Đó, hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải sống theo cái chủ trương nghệ thuật của chúng tôi vậy đó. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Mà hãy buông được thì ít có than, ai mà không buông được thì càng than, than dữ lắm. Cuộc đời vui khổ sinh chớ than, tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát, sâu sắc thông suốt tâm an nhàn. Bốn câu cuối là chúng tôi muốn cho quý vị phải nhớ là cuộc đời sướng khổ sinh chớ than, biết đạo không buồn chuyện trái ngang. Mình chưa biết đạo cho nên mình thấy chuyện trái ngang mình buồn dữ lắm. Bây giờ mình biết đạo rồi, dứt khoát không có buồn. Bởi vì ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình, theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Quý vị biết không, cái tòa án nhân quả nghiệp báo là một cái tòa án phân minh nhất. Cái tòa án này không có vụ chạy án. Mình cái tòa án ở trên trần gian này mình còn chạy tới chạy lui, nhưng mà cái tòa án của nhân quả nó không có chạy được. Mình chạy hay lắm. Hồi nhỏ đi học thì chạy trường, vô trường rồi chạy điểm, rồi chạy điểm xong chạy bằng. Có bằng thì chạy chức, có chức thì chạy mánh. Nói chừng bể mánh có tội cái chạy tội, dính tội rồi cái đầu chạy án, rồi riết rồi chạy trốn luôn. Thế mình chạy hay lắm. Nhưng mà cái tòa án nhân quả nghiệp báo là không có chạy được. Nó rất là phân minh. Nhân quả rất là phân minh, cho nên không có gì là phải buồn. Nhớ chưa? Mình tu theo Đức Phật là cái mặt mình phải tươi. Cái gì nhìn lên gương mặt của Đức Phật đi, Ngài cũng hít thở không khí giống mình như vậy nè. Ngài cũng thấy thạnh suy, có không còn mất trái ngang, tình đời thay trắng đổi đen, vân vân rồi vân vân. Nhưng mà Ngài có buồn không? Có buồn không nè? Không. Còn mình thì vui rồi buồn, buồn rồi vui, vui rồi buồn rồi vui. Nói chung là mình không giống Đức Phật. Đức Phật thì Ngài lúc nào cũng an nhiên tự tại. Cái tâm từ bi của Ngài nó rộng lớn lắm, phải như mình nó có hạn hẹp. Ngài là gì? Khen chê phỉ báng mặt người, từ bi hỷ xả nơi nơi rải điều. Mưa trời nào nể rong rêu, tâm từ vô lượng rải điều chúng sinh. Còn mình á, cũng có tâm từ vậy, mà rải một số chúng sinh thôi, còn số chúng sinh chưa rải. Giống như có cái bà này, bà cũng đi chùa, rồi bà cũng có tâm từ, rồi bà cũng nguyện cho chúng sanh, mà bà nguyện dày, quý vị thấy không biết có đúng không? Bà nói nguyện cho tất cả chúng sanh, nguyện công đức đã làm, hồi hướng đến tất cả đệ tử và chúng sinh, ngoại trừ con vợ bé của chồng con, đều trọn thành Phật đạo. À, nó khổ vậy đó. Tức là bà nguyện hết vậy đó, nhưng mà cái bà vợ bé dứt khoát là bà không chịu.
Anh nói cái bà đó phải cho bà trầm lưng chịu khổ nghìn kiếp mới được, nó mới hả dạ. Như vậy thì không được. Đối với Đức Phật thì Ngài phải trải điều hết. Cái lòng từ bi của mình nó không có phân biệt, nó vô lượng, nó cùng khắp. Thân hay sơ, bạn hay thù, già hay trẻ, đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, chúng sanh thì ai cũng khổ. Quý vị biết ông xét cho cùng thì ai cũng khổ hết. Người nghèo khổ theo nghèo, mà người giàu khổ theo giàu. Chứ quý vị đừng có thấy người ta giàu thì nó trời thật ta xuống. Mà tớ thì khổ theo tớ, mà chủ thì khổ theo theo chủ. Quý vị biết không? Có một vị sư người Tây tu theo Phật giáo. Ngài nói một câu như thế này: cái sự thành công của bạn á, là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác. Hiểu câu này không? Giống như ngày mình ở ngoài mình đi làm, lúc mình làm nhân viên thì mình thấy cái khổ của nhân viên, cái mình mong một ngày đó mình làm được giám đốc, mình thành công mà, mình lên chức làm giám đốc. Quý vị biết không, cái sự thành công của bạn á, là bạn đánh đổi cái nỗi khổ này sang cái nỗi khổ khác, rồi cái ông giám đốc ông cũng khổ thấy mồ. Cái ông giám đốc có sướng không? Không. Là Ngài nói á, là Ngài ví dụ giống như ngày xưa Ngài mới vào chùa Ngài tu, Ngài làm chú tiểu, thì Ngài cực quá, phải chấp tác, phải vệ sinh, phải lau chùa, phải công phu, phải thức khuya, phải dậy sớm. Nói tóm lại là một chú tiểu thì rất là người mới tu mà, làm rất là nhiều việc. Thế là chú tiểu này nhìn cái ông trụ trì ấy, thấy xuống. Đến chừng 30 năm sau cái vị chú tiểu là thành vị trụ trì. Thì ông nói trời, trụ trì đâu có xuống đâu. Trụ trì khổ lắm ai ơi. Làm dâu trăm họ người đời khen chê. Tối ngày tất bật bộn bề, đói no ai biết não nề ai hay. Một mình lo chuyện dựng xây, quét chùa nhổ cỏ trồng cây lau nhà. Gạo cơm điện nước bôn ba, trụ trì lo chạy kiếm tha mang về. Nói ra ruột thắt não nề, bà con trách móc cam lê thế à. Trụ trì lo bảy lo ba, lo tâm lo trí chánh tà phân minh, tham thiền giảng đạo thiết kinh, thức khuya dậy sớm một mình tư duy. Nói chung nó dài lắm, hết nhớ nổi rồi, khổ dữ lắm. Cho nên là ông trụ trì cũng khổ, mà cái ông chú tiểu mới nhập môn cũng khổ, thấy không? Vì vậy cuộc đời này nó là bể khổ. Người khổ cách này, người khổ cách khác. Nói như vậy không phải đưa quý vị đến một cái trạng thái bi quan, mà chúng tôi nói như vậy để làm chi? Để quý vị nhìn ai quý vị cũng thấy thương hết. Chứ không phải người khổ mình thương mà người sướng mình không thương. Không phải mình thấy cái người nghèo mình thương mà người giàu mình không thương. Bây giờ mình phải thay đổi, thương hết. Ai cũng có nỗi khổ. Mình nhìn như vậy thì mới không có cái tâm phân biệt. Còn không thì mình phân biệt dữ lắm. Trời, cái bà đó bà mạnh muốn chết, thương bà làm chi? Khi nào bà bệnh nó mới thương, khi nào bà nghèo mới thương. Mà mình lạ nghe, không biết từ đâu mà nó nảy sinh ra cái quan niệm là khi nào thấy người ta nghèo, người ta bệnh mới thương, còn người ta mạnh, người ta giàu không thương. Như vậy vô tình là mình trù cho mọi người bệnh như nghèo không, để mình thương. Mà mấy người giàu mình thấy ghét, mấy người đẹp mình thấy ghét. Nhưng mà giờ xét cho cùng thì ai cũng khổ. Khổ trước hay khổ sau mà thôi. Bây giờ họ đẹp nhưng mốt họ cũng già, họ xấu vậy, họ cũng khổ. Cho nên người nào mà có cái tâm này đó nghe, thì họ nhìn ra cuộc đời đó, họ chỉ thấy trên thế gian này toàn là người dễ thương. Còn nếu không mà thấy đáng thương, chứ không có cái vụ dễ ghét thì đáng ghét. Dẹp ngay hai cái chữ ghét đó vô liền. Mình tu làm sao không biết, mà nhìn ra mình thấy tất cả chúng sinh hữu hình vô hình, hai chân nhiều chân, người hay thú, vân vân và vân vân, mình đều thương hết. Bởi vì ai cũng khổ, loài nào cũng khổ. Nó không khổ ngọn thì cũng khổ gốc.
Quý vị biết cái khổ ngọn là gì không? Khổ gốc là gì không? Khổ ngọn là thiếu ăn, thiếu mặc, chạy đôn, chạy đáo, nắng mưa, nóng lạnh. Đó là những cái khổ ngọn làm cho mình khó chịu, khổ ngọn. Nhưng mà khổ gốc là gì biết không? Sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, cầu bắt đắc khổ. Ai mỏng cầu? Có nhiều cái cầu được, có nhiều cái cầu đâu có được. Thì bắt đắc khổ, ái biệt ly khổ, thương phải xa đó. Rồi quán tấn hội khổ, ghét phải gần đó. Nói tóm lại chấp năm quẩn này là ta là khổ. Mà mình làm sao mà không chấp năm quẩn này? Nó lạ là chỗ là không biết ở đâu mà mình cứ nói năm quẩn này của mình. Phật nói không phải của mình, mà mình vẫn nói là của mình. Mình lo dữ lắm, chăm lo dữ lắm, mà cuối cùng rồi cái thân này nó phải của mình. Thế gian là bất tồn đưa đến chỗ hoại diệt. Thế gian là vô hộ, vô chủ. Thế gian là vô sở hữu, chết ra đi bỏ lại tất cả. Thế gian là thiếu thốn, bất mãn, nô lệ cho tham ái. Lúc nào cũng thấy thiếu, lạ vậy đó. Có người mình á, người ta nói một câu như thế này nè. Ai chết đi là cũng để lại ít tiền, không ít thì nhiều. Cho dù người đó nghèo cái nào cũng còn dư ít. Nhưng mà không hiểu tại sao lúc sống lúc nào cũng thấy thiếu. Biết từ đâu mà phải thiếu. Nhưng mà lúc chết chắc chắn không ít thì nhiều, cũng còn dư chút. Mà khi chết thì khi sống lúc nào cũng thấy thiếu. Đó là cái chúng ta bị những cái thói quen gọi là không tốt, nó đánh lừa mình. Đánh lừa mình. Thế gian là vô sở hữu, có gì là của mình. Nhưng mình cho là của mình. Rồi chết ra đi bỏ lại tất cả. Lúc nào cũng thấy thiếu. Mà thiếu thì mong cầu. Mà mong cầu không được thì bất mãn. Cuối cùng mình trở thành kẻ nô lệ trung thành nhất cho cái lòng tham của mình. Cho nên hôm nay chúng tôi mới giảng cái bài pháp có cái tựa đề là gì? Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Ở ngoài đời á, dạy mình cách để nắm giữ không à, đừng có mất. Nhưng mà đạo dạy người chỉ một chữ. Chữ gì? Chữ buông. Nghe cái chữ buông nó nhẹ lắm. Buông nó nhẹ. Mình vào chùa mình có cái tiếng chuông đó quý vị. Mỗi lần nghe tiếng chuông thì sao? Nghĩ đến chữ gì? Buông. Đó, ví dụ như gõ tiếng chuông nè. Bon. Là niệm ngay là buông. Nghe cái tiếng mỏ thì sao? Sao? Bỏ. Hai câu cuối chúng tôi rất là mong quý vị thấm thía là chúng ta sống bằng cái tâm từ bi quán. Sanh linh còn đau khổ nhiều lắm. Giữ vững niềm tin. Pháp lưu vọng đến muôn người. Quý vị cho phép hai câu này chúng tôi xin tặng cho cô Liên với cô Lành. Vì hai cô này cô hộ pháp. Vì cô sẽ thỉnh giảng sư đến thành phố Đà Nẵng giảng pháp cho các chùa. Thì với cái tâm nguyện mà cái việc làm này là nó rất là cái ý nghĩa và nó mang cái tính chất giống như là hộ pháp. Giáo pháp của Như Lai có được trường tồn hưng thịnh bền vững lâu dài hay không là nhờ vào các vị hộ pháp này. Cho nên là hai câu này chúng tôi xin phép tặng riêng cho hai cô là mình lấy cái tâm từ bi ấy, từ bi quán. Câu này rất hay. Từ bi quán sanh linh còn đau khổ, giữ vững niềm tin, pháp lưu vọng đến muôn người. Tức là cái việc hoằng pháp của mình á, mình phải ráng giữ niềm tin, cho dù có gặp khó khăn, có bị dèm pha thị phi như thế nào, nhưng mà cái chuyện đó mình phải ráng giữ niềm tin bằng cách là mình quan sát chúng sanh còn nhiều đau khổ lắm. Mình mang cái ánh sáng Phật Pháp này đến cho mọi người. Phải ráng giữ niềm tin để mang cái ánh sáng Phật Pháp đến cho mọi người. Quý vị nghe nó có giống mùi bolero không? Hay lắm thầy hả? Cảm ơn quý vị. Chiều hôm nay là quý vị coi như là hút hụi chót. Nghĩa là bao nhiêu là để dành đem ra đây là chiều hôm nay sổ ra hết. Đem ra đây là trả để đây hết chứ không có đem về. Rồi, quay lại cái đề tài
của chúng ta hôm nay là chúng ta học cái chữ buông. Cái chữ buông quý vị biết, phải nghĩ cho rõ, có nhiều người không hiểu, nghe buông 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 cái gì buông hết trơn luôn không có được. Ngẫm xem cho rõ chữ buông. Buông mà bỏ hết có đâu mà xài. Nghe xong về dọn hết nhà có cửa, đồ đạc dọn ra ngoài cho hết. Sư dạy buông buông hay quá, con về con buông sạch hết. Đúng không quý vị? Không đúng. Mình làm như vậy là không được. Phải ngẫm cho kỹ. Nghe cho kỹ nè, ngẫm xem cho rõ chữ buông nha. Buông mà bỏ hết có đâu mà xài. Buông mà sử dụng hàng ngày, xài không phân biệt, vật xài là buông. Cái câu mà không phân biệt vật xài nó hay lắm. Mình sử dụng nhưng mình không có dính mắc. Có không còn mất, mình không có dính mắc. Chứ bây giờ mình dính mắc cái mình mua cái này cho tốt. Tao uống cái ly nhựa thì không chịu, uống cái ly nó sang. Đến chừng mình nó mất, buồn. Tự mình làm khổ mình đúng không? Tức là xài không phân biệt vật xài. Đó, lỡ nó có mất mình không có bị khổ thì cái gọi là không dính mắc. Mà cuộc đời này quý vị mình bị một cái bệnh là dính mắc. Cho nên chúng tôi hay khuyên rằng đến chùa là để làm chi? Đến chùa biết bỏ thiệt hơn. Không có hơn thua trong chùa. Ở ngoài thì hơn thua nhưng mà trong chùa dứt khoát không hơn thua. Đến chùa học hạnh thương không giận hờn. Mình có một cái thói quen nó đánh lừa mình. Tại sao mình thương mà mình phải giận? Nó lạ vậy đó. Hãy thương người đó cái giận người đó, mới mốt giận à. Thương chồng cái mốt giận chồng. Thương con cái mốt giận con. Thương bạn mốt giận bạn. Riết rồi cái thương sư phụ, giận sư phụ luôn. Mấy người này thương hồi xưa không dám đâu. Xin đi đừng có thương tôi mốt giận tôi. Mà lạ cái là gì? Thương nhiều thì giận. Giận nhiều, đúng không? Có chưa? Có. Thương ít thì giận. Giận ít. Đúng không? Mà không thương thì không giận. Phàm phu mình có ba cái. Nhưng bây giờ mình tu rồi. Hôm nay mình đến đây mình học cái chữ buông rồi. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, mà đạo dạy người chỉ một chữ buông. Buông là sao? Thương mà không giận mới là buông. Tức là xài không phân biệt vật xài mới là buông. Còn mình phân biệt, đây là người thân của mình, người thương của mình thương. Tự nhiên cũng là người đàn ông vậy, tự nhiên mình ông chồng mình thương nhiều hơn cái ông kia, rồi mốt giận ông. Đó, rồi con mình cũng vậy, thương. Tất cả chúng sanh mình phải thương hết, ai nó cũng có cái nỗi khổ. Đó, mà mình thương phân biệt như vậy, cho nên mình có sự thương nhiều và thương ít. Mà thương nhiều thì khổ, khổ nhiều. Cho nên hôm nay quý vị đọc câu thần chú này mới được nha. Người ta nói là quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán, quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn. Đó, phải nhớ câu này. Quá quan tâm sẽ thành bó buộc, mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Quý vị biết không? Mình quá thân thuộc cái dẫn đến nhàm chán. Ông bà ngày xưa dạy mình rất là hay. Làm gì làm nên tránh cái chữ quá. Khi Đức Phật Ngài ra đời, Ngài thiết cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, gọi là bài kinh đầu tiên. Và trong cái nội dung bài kinh đầu tiên này, Đức Phật Ngài có nêu ra hai cái thái cực mà chúng ta nên tránh. Đối với quý vị biết hai thái cực đó là gì? Là gì nè? Một là gì? Nên tránh là gì? Quá lợi dưỡng. Mình không nên quá lợi dưỡng. Tức là mình sống mà mình lợi dưỡng quá, Đức Phật nó cũng không tốt. Thứ hai là quá khổ hạnh. Mình mà khổ hạnh quá Đức Phật cũng không cho. Tu mà nó khắc khổ quá, giống Đức Phật mà 6 năm khổ hạnh, lòi bay sườn luôn.
khổ hạnh tới mức độ mà bay sườn lòi luôn, mình bây giờ đâu có lòi. Không có nên khổ hạnh. Đức Phật ngày đi vào rồi ngày thấy là nên tránh xa quá khổ hạnh, mà quá sung sướng cũng không được. Cho nên ngài mới thiết ra con đường trung đạo. Con đường trung đạo là cái con đường bát chánh. Con đường này nè mới đi đến giải thoát. Mà cái con đường quá lợi dưỡng cũng không đi đến giải thoát, mà quá khổ hạnh cũng không được, mà phải đi con đường trung đạo. Con đường trung đạo là gì? Nghĩa là đường đời hai nẻo ngược xuôi, ai đi đường giữa cắt đôi khổ sầu. Đi đường giữa nó khác với đi giữa đường. Có nhiều người không hiểu, tưởng đâu đi trung đạo là đi giữa đường xe đụng chết. Đi con đường giữa là con đường gì? Là con đường trung đạo. Nó không quá bên đây, nó không quá bên kia. Cái tâm mình cũng vậy. Cái tâm của mình phải giữ cái tâm trung đạo. Mình ngộ lắm. Mới gặp cái thương đi, rồi mốt cái ghét, đó là nó không có trung đạo, thấy không? Mới gặp cái thương dữ lắm. Thương đã là cái chừng vài năm cái ghẹt đó. Cho nên à, nãy mới đọc đó, khi yêu thì hy sinh cả tánh mạng, chỉ vài ba năm đã phàn nàn. Lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn, nên vợ chồng sao lại hay nhăn. Lúc mình cô đơn thì muốn có đôi có bạn, nhưng mà thành vợ chồng là vào nhăn à. Như vậy là mình không có trung đạo. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn quý vị là phải tập cái chữ buông, để chúng ta có cái tâm trung đạo, là đi theo con đường giữa. Ví dụ cho nó rõ, dễ hiểu. Chứ bây giờ nói thì nó khó hiểu lắm. Có cái ví dụ cái tâm trung đạo. Cái tâm trung đạo là cái tâm quân bình. Không vui mà cũng không buồn, không tham mà cũng không sân. Đó. Tại vì mình vui trong tâm tham không à. Ai vừa lòng mình vui, ai nghịch lòng cái mình sân. Thật sự ra mình đâu phải vui trong cái tâm quan hỷ đâu, mà đa phần là vui trong tâm tham. Vì vậy cho nên mình dễ nổi sân. Ngược của tâm tham là tâm sân. Cho nên có cái ví dụ như thế này. Thí dụ như một buổi sáng sớm, một cái người chủ nhà có một căn nhà đẹp ở tại thành phố Đà Nẵng, mặt tiền đường, mở cửa ra, trước căn nhà đẹp có một cái bịch rác nằm ở trước cửa nhà. Trong bịch rác đó có mớ ni lông với lon nước ngọt, ai đã sử dụng rồi dục trước nhà mình. Thì cái người chủ nhà, căn nhà mình đẹp như vậy, tự nhiên ai đem bịch rác dục trước nhà, thì cái người này, cái tâm trạng của họ là bực bội. Họ dẹp cái bịch rác đó mà họ cũng lầm bầm. Tức là họ dẹp nhưng mà họ lầm bầm chứ nó bực bội. Trời ơi, cái nhà tôi đẹp như vậy, ai ăn ở gì đâu mà không có văn hóa gì hết trơn vậy. Thời nay thế kỷ 21 rồi, sử dụng rác cho đá dục qua nhà tôi. Cũng dẹp nhưng mà cái tâm trạng của người chủ nhà là bực bội. Đó chúng tôi tạm gọi là cái tâm người thứ nhất là tâm chủ nhà. Rồi buổi sáng hôm đó cái người chủ nhà chưa kịp mở cửa. Trên con đường đó có một cái người lụm lon lụm bịch, người lụm giấy chai đó, họ đi ngang, họ thấy cái bịch rác đó. Theo quý vị, cái người lụm lon lụm bịch này bực mình hay là mừng? Mừng muốn chết. Trời, hôm nay sao đi con đường này nó hên quá, lon bịch nhiều quá, lụm bao nhiêu họ cũng lụm. Mà họ lụm với cái tâm trạng gì? Vui, mừng, không có buồn, không bực. Thấy không nè? Theo quý vị, cái tâm trạng của người lụm lon lụm bịch, người lụm mấy chai mà đi thấy lon bịch này thì mừng hay là buồn? Mừng không? Mừng, mừng lắm, mừng hơn nhiều, mừng dữ dội. Trời ơi, mà còn nói là hôm nay mình hên. Còn cái tâm nó hoàn toàn ngược là cái tâm chủ nhà, cũng cái bịch rác đó. Chúng tôi gọi cái tâm người thứ hai là gì? Người lụm lon lụm bịch. Rồi có tâm người thứ ba. Có người thứ ba là không phải chủ nhà, cũng không phải là người lụm lon lụm bịch, cũng đi trên con đường đó buổi sáng, thấy cái bịch rác đó, họ không bực mình, bực bội là vì họ không phải nhà của họ, mà họ cũng không có vui mừng, bởi vì họ cũng đâu phải là lụm lon lụm bịch đâu, họ phải lụm giấy chai. Họ đi qua đó, quý vị thấy họ nhẹ nhàng không? Họ không vui mà cũng không buồn. Đó là cái tâm người trung đạo. Người tu mình đi ngang cuộc đời này phải là tâm người thứ ba.
Cái tâm người thứ ba là cái tâm của cái người niệm Phật, tụng kinh, hành thiền, an lạc lắm. Nhưng mà mình thấy nghe sư nói thì an lạc, nhưng mà kêu mình tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật suốt đêm, mình không bao giờ mình ngồi để có tâm người thứ ba. Mình thích thức khuya dậy sớm đi lụm lon lụm bệt cho nó vui, lụm cho đã đi, rồi mốt cái nhiều lon bệt quá cất nhà để làm chi. Sống bằng tâm người chủ nhà. Không tin chúng tôi quý vị quán là đi, khi mình nghèo khổ mình lụm lon lụm bệt, lụm ngày không đủ tranh thủ lụm đêm, lụm thêm chủ nhật, năm này qua năm kia, tháng này qua tháng kia, một ngày nào đó trở thành người có tiền. Khi có tiền rồi không biết làm gì, xây nhà. Khi xây nhà rồi mở cửa ra mà thấy rác là chửi à. Còn ngày xưa thấy rác là lụm, thì lúc đó là mình đi lụm bịch. Thì cuộc đời của mình nó cứ như vậy. Lúc mình nghèo thì mình đi lụm lon lụm bịch, mà lụm xong được nhiều rồi bắt đầu xây nhà. Xây nhà để gì? Sống bằng cái tâm chủ nhà. Lúc đầu thì sống bằng cái tâm người lụm lon lụm lụm bịch, sau đó bắt đầu sống bằng cái tâm người chủ nhà. Cho nên con đường trung đạo là sống với cái tâm người thứ ba. Cái tâm người ba mà mình thắc mắc tại sao mình không thể nào ngồi thiền suốt đêm được, niệm Phật suốt đêm được, an lạc lắm, mình thấy an lạc lắm, nhưng mà mình không chọn, mình không làm được, mà mình có thể ngồi chơi đánh bài sáng đêm được. Ai mà xè tứ sắc là biết sáng đêm luôn. Tại sao? Chúng tôi xin ví dụ nó hơi kỳ nhưng mà đúng. Khi mình đánh bài á, mình ăn người ta thì sao? Lụm lon lụm bịch là mừng. Thua người ta thì sao? Tâm người chủ nhà sân lên, buồn bực bội. Cứ ăn người ta thì lụm lon lụm bịch, mà thua người ta thì cái tâm người chủ nhà, mà nó cứ như vậy, nó sanh lên diệt xuống, sanh lên diệt xuống, sáng đêm hồi nào không hay. Sáng đêm hồi nào không hay. Mình thấy đó, Đức Phật nói đi con đường trung đạo, mình đâu có đi đâu, mình đi hai con đường kia không. Một là lụm lon lụm bịch, hai là tâm người chủ nhà. Cho nên thời nay mà kêu họ ngồi thiền á, họ trả lời sao phải không? Ngồi thiền con không ngồi đâu, ngồi trong Facebook bao lâu cũng ngồi. Ngồi mà lướt Facebook á, mấy tiếng đồng hồ cũng lướt. Mà ngồi thiền á, ngồi thiền á 5-10 phút lâu lắm. Thôi cho con ngồi trong Facebook đi, mở Facebook ra ngồi bao lâu cũng ngồi. Mấy đứa nhỏ bây giờ á nghe, mà kêu nó ngồi thiền nó trả lời vậy đó. Thôi ngồi thiền con không ngồi đâu, ngồi trong Facebook bao lâu cũng ngồi. Ngồi trong đó mà lướt Facebook. Rồi như vậy thì ở đây chúng tôi muốn nói là cái hạnh là buông. Mà muốn buông á thì phải sao nè? Nó khó chỗ đó đó. Nói thì ai cũng nói được, nhưng mà buông được mới là cái điều quan trọng. Thường thì chúng ta cũng buông, nhưng mà mình buông mà chưa bỏ. Quý vị hiểu cái từ này không? Mình cũng buông vậy, nhưng mà chưa bỏ. Mình buông xong cái mình dòm qua dòm lại, hôm nay ngó cái mình lụm lên lại. Thí dụ mình có một cái chuyện buồn gì đó, rồi mình đến chùa, mình gặp các vị thầy sư khuyên mình thôi bỏ đi, buông đi. Cái mình nghe lời mình về mình cũng buông. Nhưng mà ngộ lắm. Mấy tháng sau chạy lại, thầy ơi, con buông được rồi. Bây giờ con không có nghĩ tới nữa. Quý vị biết không, mình mà còn nhắc như vậy đó là mình mới có được cái buông mà chưa bỏ. Không nhắc luôn, không nghĩ tới luôn, không còn quan tâm một miếng gì nữa thì mới gọi là buông mà bỏ. Mình là cái dạng buông mà chưa bỏ, có nghĩa là mình mới nghe tiếng chuông mà chưa nghe tiếng mõ. Mình phải nghe luôn một bộ là chuông và mõ. Đó. Vì vậy mà chúng ta phải học, ở đây chúng ta phải học theo cái gì? Chúng ta phải học theo cái hạnh của Phật. Ở đây có hạnh Phật, pháp Phật, đạo Phật và quả Phật. Hạnh của Phật là vốn bình dị vô ngã. Cái hạnh của Đức Phật á, vốn là bình dị vô ngã. Quý vị biết không, không có cái hạnh nào của một cái vị giáo chủ nào mà nó bình dị như Đức Phật. Không tin chúng tôi, quý vị nhắm mắt lại mà quý vị thử tưởng tượng đi. Đức Phật xuất thân từ đâu nè? Từ hoàng cung
thân thế của Ngài là một vị vua, à, một vị thái tử, một vị vua. Rồi Ngài đi xuất gia thì giai cấp của Ngài là giai cấp Bà La Môn. Mà thời Đức Phật nó có bốn giai cấp chính. Giai cấp thứ nhất là gì? Giai cấp Sát Đế Lị là vua. Giai cấp thứ hai là giai cấp Bà La Môn. Mà hai giai cấp này cũng từng giai đoạn nha. Có những giai đoạn mà ông vua mà ông quý kính các vị Sa Môn Bà La Môn quá, thì ông phong các vị Sa Môn Bà La Môn giống như những vị quốc sư vậy đó. Tức là ông điều hành triều chính quốc độ theo cái sự chỉ dẫn của vị Bà La Môn, vị thầy. Thì lúc bấy giờ là giai cấp số 1 là Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lị số 2. Có những lúc ông vua thì ông không tin lắm, ông tin cho có hay thôi, thì lúc đó giai cấp vua chúa mới đứng đầu. Giai cấp thứ hai là Bà La Môn, giai cấp thứ ba là Thương Gia, giai cấp thứ là Chiên Đà La Đế Lị. Mà Đức Phật ngày xuất thân từ hoàng cung, quý vị nghe cho kỹ nghe, là áo mão long bào ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan nô tỳ kẻ hô người ủng, người là giảng tuế, giảng tuế, tất cả mình thấy nó nghi lễ cực kỳ. Mà Ấn Độ lúc đó quý vị biết nè, nó là một cái ngày xuất từ một cái hoàng cung là bao nhiêu cái nghi lễ rồi, lâm trào bãi trào đi đứng phải có cái nghi lễ của hoàng cung nha. Rồi cái tôn giáo lúc bấy giờ là tôn giáo Bà La Môn. Mà Bà La Môn là nó đa thần giáo, nó cúng kiến là tối tăm mặt mày, nghi lễ chằng chịt, không có ngày nào mà không làm lễ, từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối. Nói nôm na là nghi lễ về tôn giáo của Bà La Môn là dày đặc kín mít. Mà Đức Phật Ngài bỏ tất cả, Ngài đi vào rừng, Ngài sống một đời sống bình dị. Bình dị trên cả bình dị. Ở gốc cây, ngôi nhà trống, mặc tam y và bình bát, trên người Ngài không có một cái gì. Thậm chí Ngài còn đi chân không. Thì quý vị thử nghĩ rồi, cái hạnh của Phật, quý vị thấy nó có bình dị không? Quá bình dị. Đâu có cái kiểu mà lộng dù rồi tiền hô hậu ủng rồi giảng tuế đâu không có. Ngài cứ bình thường mỗi sáng đi khất thực, không còn cái gì bình thường hơn được nữa. Bình dị đến mức độ là bình dị nhất, không còn cái gì bình dị hơn. Cỡ như mình bây giờ là mình nói bình dị nhưng mình có bình dị đúng. Đức Phật mới thật sự là một cái người cái hạnh là vốn vô cùng bình dị, nhưng mà như vậy mà Ngài còn vô ngã. Vô ngã quý vị hiểu làm sao? Vô ngã là Ngài không bao giờ thấy cái ta nằm trong những cái đi đứng nằm ngồi đó. Còn mình trời ơi, cái ta một cục, đụng tới đi là biết, đụng tới cái ta thì biết. Rồi nó có cái ta, rồi có cái của ta nữa, trời mới ghê chứ. Nó nôm la là mình là không có thể nghĩ bàn. Mình thuộc dạng nặng nề vô cùng, mà cũng không hiểu tại sao mà mình xưng mình đệ tử Phật được, hay thiệt. Rồi cái hạnh của Phật đâu mà thấy không giống miếng nữa. À, hạnh của Phật là nghe cho kỹ nghe, vốn bình dị vô ngã. Thì bây giờ mình phải học theo cái hạnh này, thì muốn như vậy là phải buông với bỏ đó, phải nghe tiếng chuông rồi nghe tiếng mõ nữa mới được. Pháp của Phật thì thật đơn giản và xuất trần. Thật sự pháp của Phật không có gì là nó cầu kỳ hết, nó đơn giản cực kỳ. Bây giờ mình chỉ tu một cái chữ là chữ buông thôi, niệm chữ buông. Hoặc là mình niệm không giận. Pháp của Phật đơn giản và xuất trần. Hai cái ý nghĩa này. Nó không có gì là cao sang hết. Không có mang một cái tính triết lý gì ghê gớm. Mà rất thực dụng, gần gũi đời sống bình nhật. Để mình hành theo, gọi là pháp Đức Phật đơn giản. Từ thấp đến cao, từ thô đến tế, thật nhẹ nhàng, từng lớp nào cũng có thể tu được. Quý vị biết không, Đức Phật khi mà Ngài bắt đầu quyết định chuyển pháp luân, tức là muốn truyền bá chánh pháp, thì quý vị nghe chỗ này quý vị còn thương Đức Phật. Lúc bấy giờ nó có hai loại ngôn ngữ. Một là ngôn ngữ Pali, hai là ngôn ngữ Sanskrit.
Mà ngôn ngữ Pali là ngôn ngữ phổ thông, bình dân. Ngôn ngữ Sanskrit là ngôn ngữ học đường, bác học. Những người có học mới biết cái ngôn ngữ này. Thợ giai cấp dữ lắm. Tức là những người mà đến học đường á, gọi là giai cấp văn chương, ngôn ngữ văn chương á, ngôn ngữ mà văn chương, ngôn ngữ học đường, ngôn ngữ bác học á, là ngôn ngữ Sanskrit cao sang lắm. Từ ngữ của nó là trao chuốt, mà dân có học mới biết. Rồi ngôn ngữ Pali là ngôn ngữ bình dân, tức là người bình dân không có đi học cũng nghe được cái ngôn ngữ này, cũng biết được cái từ này. Cuối cùng Đức Phật Ngài chọn cái ngôn ngữ Pali để Ngài thuyết pháp. Lý do là gì? Vì pháp của Ngài có thể độ những cái người bình dân, như là ông già làm, ông Bà La Môn làm ruộng. Ông làm ruộng thôi, ông là ông Bà La Môn. Tại vì xưa là đạo nào cũng theo người nào cũng theo đạo Bà La Môn hết. Ông là một cái tín đồ của Bà La Môn mà làm ruộng. Mà cái người làm ruộng là quý vị biết là nông dân rồi, đâu có học đâu. Cho nên Đức Phật Ngài tế độ thành phần nào cũng được, là bởi vì cái ngôn ngữ Ngài chọn là ngôn ngữ Pali. Còn cái ngôn ngữ bác học, ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ học đường Ngài không chọn. Gặp mình là Ngài mình chọn ngay ngôn ngữ học đường cho nó xoan. Mình là khoái nó xoan, nói ra cho nó xoan, sửa giọng cho nó xoan, chữ nghĩa cho nó. Phật không có. Giáo pháp của Phật của Ngài đơn giản. Đơn giản lắm. Đơn giản giống như hôm nay chúng tôi giảng cho quý vị đó. Đọc theo nha. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Đọc theo. Hay. Đạo dạy người chỉ một chữ buông. Nhẹ thời nổi, nặng thời chìm. Khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền. Đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian trọng sắc quý tiền. Người tu quý những thiện hiền trong tâm. Thuộc không? Sư thương quý Phật tử có nhiêu đó. Hỏi thuộc không cái cười. Cười gỡ gạt á. Thôi chúng tôi không có bắt quý vị học nhiều gì đâu. Học có hai câu đầu à. Tại chúng tôi hứng chúng tôi đọc nhiều thì thôi. Chứ có hai câu đầu thôi nha. Đọc lại. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Lớn lên. Trời ơi. Đọc còn nhỏ hơn mình sư đọc nữa. Đọc lại. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Đạo dạy người chỉ một chữ buông. Lần nữa, đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Đạo dạy người chỉ một chữ buông. Hai câu dễ thuộc đó, bác này nói hai câu, có hai câu thôi. Sư biết, sư biết, sư biết là tất cả chúng ta ở đây ai cũng lớn tuổi hết rồi. Mà đến học đạo thì sư cũng mừng lắm. Cho nên sư biết sư đâu có dám dạy hết đâu. Hai câu thôi, lần sau gặp lại cái nhớ nghe. Gặp sư cái nhớ. Trời, sư này dạy hai câu là đời dạy ta, tức là ngoài đời á, nó chỉ mình muôn ngàn cách nắm và giữ. Mà cuối cùng cũng tiêu. Có nắm giữ được đâu. Tới ngày nhắm mắt cũng xui. Xui tá. Thấy không? Cho nên Đức Phật nói chắc ăn nhất là đạo dạy người chỉ một chữ. Chữ buông. Chứ nắm giữ là trước sau gì nó cũng xuôi tay nhắm mắt, không có mang theo. Có một cái ông trưởng giả, tỷ phú. Ông ta trước khi ông chết á, ông mới di chúc lại rằng cái điều kiện của ông á, là ông muốn á, những cái người mà bưng ông ra ngoài chỗ trà tì á, nơi ăn nghỉ cuối cùng á, tức là khiên cái quan tài ông đi á, phải là những vị giáo sư bác sĩ. Ông yêu cầu vậy đó. Rồi cái hòm của ông á, đóng làm sao cho hai cái tay ông lòi ra,
để ông thả lòng thòng vậy đó. Rồi vàng bạc châu báu á, mới rải trên đường, ông giàu lắm. Trên đường ông đi ra tới cái chỗ nghĩa địa, thì hỏi ông sao vậy? Ông nói ông muốn nhắn nhủ với đời rằng á, thứ nhất là mấy ông mà giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ á, mà mệnh danh là cứu người á, mà phải ngậm ngùi trở thành đạo tỳ tiễn ổng đến nơi an nghỉ cuối cùng. Đó, một cái bài học nhắc. Thứ hai là tại sao cái hòm của ổng là cho hai cái tay nó lòng thòng ra, để cho mọi người thấy rằng á, là xuôi tay nhắm mắt ra đi, không cầm theo cái gì hết á. Đúng không? Không cầm theo cái gì. Thứ ba là vàng bạc châu báu để lại. Cho nên có cái bài thơ là chết rồi tiền của chẳng đem theo, đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn, nhân nào quả nấy nó dẫn theo, làm phước vốn lời thêm gấp bội, những người làm phước chẳng khi nghèo, bao ngàn muôn kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Vỗ tay. Rồi nói tóm lại là hôm nay chúng tôi chỉ giảng cái bài pháp nó có hai câu thôi. Bác này nói hai câu thôi sư ơi, mà thiệt chỉ cần hai câu thôi, biết sao không? Còn mấy câu khác để bữa sau ra giảng nữa. Giảng hết rồi bữa sau lấy gì giảng? Người ta nói làm ăn là phải giữ mối, hiểu giữ mối không? Tức là quý vị có nghe hai câu thôi, là muốn nữa thì mốt sư ra sẽ giảng nữa cho nghe ha. Rồi đọc lại nghe. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Bây giờ sư không đọc, tự đọc nha. 2, 3, đọc. Thấy ở dưới đọc nó thẹo miệng rồi đó. Nó không chụp. Làm lại. 2, 3.